Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với tựa game Meta Slum của VNG, Rambo Lùn Online. Và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là cái phông đèn của một chế độ trong tựa game này. Đó là chế độ tinh anh, một chế độ thuộc dạng cân bằng, dạng công bằng hay cân bằng thì tùy cái gọi của mỗi người thôi, đúng không? Nó sẽ không phụ thuộc vào vũ khí, rồi lõi nhân vật, các kiểu, mà nó sẽ phụ thuộc vào trình độ các bạn rất nhiều. Mặc dù nó ghi là dạng công bằng thật sự nhưng mà mình nghĩ là chắc là công bằng nó chỉ đâu đó tầm khoảng 90% thôi, còn 10% nó vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như súng xịn hơn chẳng hạn, hay nhân vật xịn hơn, bộ kỹ năng của nhân vật nó ngầu lòi hơn chẳng hạn, thì có lẽ nó sẽ cũng vẫn chi phối một phần thôi, chứ không đến công bằng 100% đâu. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái chế độ hay để cho anh em thể hiện được cái kỹ năng cũng như là cái khả năng tư duy chiến thuật của mình làm sao nó phù hợp trong một cuộc chiến 3v3 như thế này. Và mình đang có một ý định táo bạo đối với cái tựa game này, đó là sẽ làm những clip bình luận về những cuộc chiến ở trong chế độ tinh anh này. Tất nhiên clip ở đâu thì mình sẽ có một cái group Zalo nho nhỏ ở trên đó, thì các bạn có thể vào group đó rồi các bạn sẽ có những cái trận chiến tinh anh hay các bạn có thể đăng lên và vứt vào gửi vào trong cái group Zalo đó giúp mình. Mình sẽ xem và sẽ chọn ra những clip hay, những trận chiến thật sự hấp dẫn, và mình sẽ chắt lọc nó để làm ghép lại hai ba trận chiến lại với nhau để làm thành một clip như thế này, là một clip bình luận. Và đây là clip đầu tiên mình thử trải nghiệm với cái chế độ tinh anh này và với cái khả năng bình luận của mình, liệu rằng nó có đủ sức hấp dẫn đến với tất cả mọi người hay không. Mình xin nhắc lại là mình chỉ là một thằng bình luận thôi nhá, không phải là bình luận đính liếc gì đâu. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận chiến đầu tiên. Đó là cuộc chiến của Ba Chấm và PL Sun. Khi mà Ba Chấm đang có cho mình 6 chiến thắng và bên phía PL Sun thì không. Cuộc chiến bắt đầu. Quy tắc là nhận 6 huy chương để giành chiến thắng. Mình phải nghe tai nghe để cảm nhận rõ tiếng súng hơn. Ba Chấm đang sử dụng cho mình Marco lên level đầu tiên, thứ hai đến từ vị trí của Ba Chấm rồi. AS còn bot rất nhanh, à không, còn bot mà là con người máy rất nhanh, level 2. PL Sun và Ba Chấm đang có những pha giao tranh. Ba Chấm đang mất một lượng máu nhiều hơn. Có một tình huống đổi người rồi. Ui, ui, ui. Vãi thật, cái lượng sát thương đến từ Eva vừa rồi khi cầm cho mình một khẩu sấn hút vàng. Anh em nhìn thấy cái lượng sát thương nó khủng bố như thế nào. Chắc chắn khẩu mà Ba Chấm đang cầm kia đó là một khẩu súng vàng rồi anh em. Một khẩu súng huyền thoại hoặc là sử thi gì đó. Nhưng mình nghi đó là một khẩu súng huyền thoại rồi. Đang tiếp tục ăn những con cờ đẹp xung quanh để lên level. Hiện tại cả hai nhân vật đều level 2 và level 3. Có một tình huống đổi người đến từ PL Sun. Giao tranh đang liên tục nổ ra. Tỷ số được cân bằng là 1-0 khi mà PL Sun vừa lấy mạng của Ba Chấm một tình huống vừa rồi. Nadia đã được đổi dành cho Ba Chấm. Hai nhân vật đổi, tiếp tục là cú đổi người. Sau khi có 8 giây đổi người thì hai bên đều đã đổi người rồi. Lúc Sun đang bị Ba Chấm dồn ép và chiến công thứ hai thuộc về Ba Chấm. Một trận chiến đang cực kỳ gay cấn, chỉ còn 110 giây nữa thôi. Đây là những gói trang bị được rơi từ trên trời xuống sẽ tăng cho anh em khả năng. Wow, lên lạc đà và lên cả xe tăng rồi. Đang cố gắng KS một con bot ở giữa trung tâm khi mà nó sở hữu cho mình hai huân chương. Ai sẽ là người KS thành công ở đây? Ai sẽ là người KS thành công? Vậy là cả hai. Ảo ma vậy. Đó là tình huống mà con bot cả hai cùng KS à? Anh em nhìn thấy vừa rồi, trước khi con bot chết thì tỷ số đang là 2-1, thì hiện tại khi con bot chết thì nó vẫn là như vậy. Cuộc chiến rất căng thẳng giữa Ba Chấm và PL Sun. Rất căng. Còn 70 giây nữa thì tỷ số vẫn đang là 2-1. Hai bên vẫn đang tranh thủ đi ăn những con quái ở hai bên bản đồ để có thể tăng level cho nhau. Cùng level 4, vừa có một tình huống đổi người, Marco được sử dụng. Marco được sử dụng đến từ Ba Chấm trong kho khi đó. Bên kia Nadia được sử dụng dành cho PL Sun. Đang dồn ép đối thủ. Liên tiếp là những tình huống đổi người. Còn bot trung tâm lần thứ hai được quay ra. Lần này ai sẽ là người KS thành công đây? Trận chiến thật sự là nói các bạn rất căng. Mặc dù Ba Chấm có lợi thế về những khẩu súng và khẩu súng kim của nhân vật, nhưng bây giờ là Sun thì cũng không phải là một người kỹ năng quá kém trong tình huống này. Đây rồi, bắt đầu quay trở lại với cuộc chiến ở con bot trung tâm rồi. Có lên rồi, lên ngựa đến từ PL Sun. Bên kia Ba Chấm cũng phụ kèm cạnh khi lên cho mình bộ xe tăng chiến đấu. KS thành công đến từ Ba Chấm. Thêm một mạng nữa. Liên tiếp giành chiến công dành cho Ba Chấm. Và người chiến thắng cuối cùng là Ba Chấm khi giành chiến thắng đến 6 huy chương à.
anh em có thể nhìn thấy chiến thắng 6-1 dành cho 3 chấm và 7 liên thắng PL Sun là người phải thua, mặc dù trận chiến rất căng thẳng, anh em thấy không? Rất căng thẳng đến những giây phút cuối cùng chúng ta mới có thể quyết định được người chiến thắng là ai. Với một tình huống Kaiat còn bot trung tâm cực kỳ tốt, giành được 2 huy chương đến từ vị trí của 3 chấm, sau đó với lợi thế thời gian lâu hơn ở trong cỗ xe tăng của mình, khi mà PL Sun đã phải ra khỏi con lạc đà thì tiếp đà chiến thắng, 3 chấm đã có chiến thắng trong trận chiến này. Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng đến với lượng sát thương. Anh em có thể nhìn thấy đây nhá, anh em có thể nhìn thấy này, ở đây có hai lượng sát thương này. Lượng sát thương màu xanh thể hiện cho nhân vật và lượng sát thương màu trắng thể hiện cho vũ khí. Anh em nhìn thấy không? Cái lượng sát thương vũ khí đến từ, anh em nhìn thấy không? Đến từ con gì nhỉ? Con Eva cầm của 3 chấm, khẩu snip, anh em nhìn thấy không? Sát thương lớn không? Sát thương mắc luôn. Sát thương là lớn nhất nha anh em nhá. Đấy, sát thương kinh không? Anh em nhìn thấy lượng sát thương đến từ khẩu snip không? Chắc chắn đây là một khẩu snip huyền thoại anh em, khả năng cao là vậy đúng không? Mặc dù như mình đã nói ngay từ đầu nó là dạng công bằng nhưng mà chắc nó vẫn có một vài cái yếu tố ảnh hưởng, công bằng chỉ 80% thôi đúng không? Giống như Việt Nam chúng ta hỏi công lý ở đâu, công lý cũng chỉ là diễn viên hài mà thôi, nên công bằng ở đâu thì mình nghĩ cũng không có hoàn toàn ở trong này đâu, nó chỉ chiếm một phần nhỏ nhỏ mà thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo nào. Đây là cuộc chiến của Lê Huy và Quách Thúc. Lê Huy đang cầm cho mình Marco cùng với đó là khẩu Spark HMG. Bên phía của Quách Thức cũng vậy, hai Marco và hai khẩu Spark HMG. Có một tình huống đổi người đến từ vị trí của Lê Huy rồi. Quách Thức thì vẫn chưa, lượng sát thương vẫn đang đeo bám nhau rất kinh khủng. Hai đối thủ vẫn đang mất cho mình nửa cây máu. Lê Huy đang có một chút lợi thế nhỏ nhỏ, không tấn công dạng đổi người, cả hai bên đều đổi người. Chỉ cần qua 8 giây mới thể đổi người, các bạn nhìn thấy Lê Huy đổi người rất nhanh, tình huống rất nhanh tay. Vẫn đang cả hai đang vẫn đang dừng lại ở level 2 cho bản thân mình. Quách Thức vừa giờ chuyển sang Theo, lại một lần nữa quay trở lại với Eri nhỉ, đổi sang Nadia rồi. Vẫn căng thẳng, hai khẩu súng bằng dí nhau, à không, đó là một khẩu sống nọc và một khẩu súng bằng thì đúng rồi. Trận chiến vẫn chưa có cái mạng phước blue đầu tiên dành cho ai, đang có những tình huống giao tranh, ai sẽ là người đổi người trước? Vẫn chưa đổi người đến từ vị trí của Lê Huy. Máu chỉ còn 2% mà thôi, đã có đổi người rồi. Lê Huy đã đổi sang Eva và dùng cho mình một khẩu súng lửa. Quách Thức thì đang mắc cô. Quách Thức vừa di chuyển vừa lui về phía sau để tránh những lửa sắc thương đến từ vị trí của Lê Huy. Level 3 dành cho Lê Huy, vừa có một tình huống đổi người luôn. Quách Thức và Lê Huy lên lạc đà rồi. Lê Huy là người lên lạc đà trước, tiếp theo là Quách Thức cũng lên lạc đà máy. Trùng tia là rè để bắn ra, chính xác nó là 2 tia. Cả hai bên không keo cạnh nhau chút nào, lượng sát thương dồn cho cả hai nhau cực kỳ kinh khủng. Quách Thức là người giải ra lạc đá trước khi mà ăn một lượng sát thương nhỏ nhỏ đến từ con bot trung tâm. Lê Huy cũng nhảy ra, có sử dụng tuyệt kỹ hóa khổng lồ hóa đến từ vị trí của Lê Huy rồi. Đổi người bắt cổ đây rồi, ui siêu sát thương, có mạng hay không, có mạng đầu tiên dành cho Lê Huy rồi. Lượng tuyệt kỹ của Marco tăng khả năng tăng tốc độ bắn, hai mạng luôn, quá đáng sợ. À không, ừ đúng, chính xác nó là hai mạng. Quách Thức đang bị dồn nén một cách dã man, đang chạy rồi, đang chạy đến từ vị trí Quách Thức rồi. May quá vừa có tình huống hồi máu trong tình huống vừa rồi, ba mạng đó, tình huống ăn huy chương thứ ba cho Lê Huy rồi. Lê Huy đang một mình một ngựa, Kaiat còn mót ở giữa. Quách Thức có kịp lên để Kaiat hay không? Ok, vậy là không kịp, tỷ số là 5-1. Quách Thức vừa ăn cho mình mạng thứ hai đến từ vị trí của Lê Huy, vẫn đang có một chút lợi thế, không phải một chút lợi thế đâu, lợi thế rất lớn dành cho Lê Huy rồi. Một tình huống quá khổng lồ và kết thúc đối kháng dành cho Lê Huy, chiến thắng với tỷ số là 6-2. Chiến thắng với tỷ số 6-2 dành cho Lê Huy nha anh em nhá. Kinh không? Hai thanh niên dồn nén nhau, ép nhau vào từng góc, từng tường một. Kinh dị đấy, đúng không? Lại thêm một trận chiến nữa hay nữa đến từ vị trí của Severtin anh. Không biết lên trên là anh em còn gay cấn như thế nào nữa. Tự nhiên mình lại có thêm một cái ý tưởng nữa đối với cái chế độ tinh anh này. Có lẽ sắp tới thì nếu mà anh em ủng hộ cái series bình luận trong chế độ tinh anh này, mình sẽ làm một cái thử thách. Thử thách là kiểu như thế nào? Thử thách sẽ là các bạn sẽ phải, tất nhiên là thử thách sẽ có quà rồi, đúng không? Thử thách sẽ có quà rồi, và tất nhiên thử thách trong chế độ tinh anh này, nếu mà để mình nghĩ thì nó sẽ là gì nhỉ?
Thử thách chiến thắng với tỷ số 6-5 đúng không? Nó phải sát nút như thế đúng không? Hay là chiến thắng với tỷ số 4-3 nó phải sát nút như thế, hay là chiến thắng không được ăn con boss ở giữa chẳng hạn, không được ăn con boss để lấy hai huy chương chẳng hạn đúng không? Ui, rất nhiều thử thách mình đang nghĩ ra ở trong đầu, và hy vọng là các bạn ủng hộ cái series bình luận trong trận đấu tinh anh này để mình có thể làm những cái thử thách đó. Và tất nhiên rồi, có thử thách thì sẽ có quà thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo, đó là trận đấu của Ba Chấm và Trung Quý. Hiện tại thì Ba Chấm đang ở trong quân đoàn The World của mình, mặc cô trong bộ trang phục nhìn rất ngầu lọ, đang cầu cho mình một khẩu mắc cắt vừa rồi. Khẩu này là mình đảm bảo với các bạn cũng là một khẩu súng thi súng vàng mà thôi. Trung úy vẫn đang miệt mài với khẩu súng lưỡi cưa. Anh em nhìn thấy khẩu súng lưỡi cưa trong chế độ PK thỉnh thoảng nó hiện hình, lưỡi cưa cũng rất khó chịu. Để sát thương đến từ vị trí của Ba Chấm là kinh khủng như thế nào. Trung úy vừa có hình ứng đổi người, hai khẩu snip đến từ Eva đều đã xuất hiện. Eva của Trung úy có cả luôn skin luôn anh em ạ, hóa thành Eva tóc vàng. Phớt blue dành cho Ba Chấm. Mình sorry các bạn, đó là Eva của Ba Chấm. Ba Chấm là có những nhân vật có những bộ skin rất tuyệt vời. Thân guru của Trung úy được mang ra hai khẩu súng HMG, nhưng sở khẩu súng HMG của Trung úy chỉ là một khẩu súng HMG cam mà thôi, trong khi khẩu súng HMG của Ba Chấm lại là một khẩu súng HMG vàng 2-0 rồi. Rất nhanh chóng lượng sát thương đến từ vị trí của Ba Chấm nó vẫn cực kỳ kinh khủng đấy anh em, nhìn thấy lượng sát thương đến từ súng xịn nó vẫn có chút điều đó cao người hơn. Nó có tình huống đổi người và đây là Nadia lên súng máy. Ui, máy xoắn nhanh tay quá vậy, quá kinh khủng đến từ vị trí của Ba Chấm. Bên phía Trung úy cũng lên cho mình lạc đà chiến rồi. Nếu mà để về so về lượng sát thương thì mình đảm bảo với các bạn là lạc đà nó sẽ có cái lượng sát thương nó sẽ tốt hơn so với cái con xe tăng này nhá, còn cũng không biết như thế nào. Bot trung tâm đã được hiện ra, Trung úy cùng với đó là Ba Chấm đang cai ép con bot ở giữa. Nhìn không, vẫn đang một chút dồn ép đối thủ đến từ vị trí của Ba Chấm, ép Trung úy không có thể có thời gian để có thể rảnh rơi để mà cai ép còn bot ở giữa được rồi. Ai sẽ là người cai ép? Ai là người cai ép? Vâng ạ, vậy là Ba Chấm mới là người cai ép trong tình huống vừa rồi. Tỷ số hiện tại đang là 4-0 và thời gian vẫn còn 70 giây nữa để cho Trung úy lật ngược tình thế. Level 5 dành cho Ba Chấm và mới chỉ level 4 dành cho Trung úy mà thôi. Đây là một sự thiệt thòi lớn dành cho Trung úy rồi. Khi mà mỗi bậc tăng cấp sẽ giúp cho nhân vật cộng thêm 10% đến 20% tấn công. Level 4 và level 6, một sự khác biệt lớn nhất từ vị trí của Ba Chấm và Trung úy. Trung úy làm gì để thay đổi được trận chiến này đây? Liên tiếp là những tình huống đổi người, dồn ép đối thủ và có một tình huống tung tuyệt kỹ đến từ vị trí của Trung úy. Bot trung tâm thế giới một lần nữa đang chuẩn bị được ra lời rồi. Trung úy sẽ làm gì với 36 giây còn lại? Quá khó rồi cho Trung úy rồi. Một kết cục buồn đang dần hiện ra để cho Trung úy rồi, nhưng vẫn đang níu kéo. Eva đến từ vị trí của Ba Chấm với lượng sát thương lớn đến từ khẩu snip của mình cũng kinh khủng. À không, đó không phải là khẩu snip mà là một khẩu spark cắt mọi người đúng rồi. Giao tranh đang nổ ra phía bên trên đầu con boss. Liệu rằng có cú gì nhở, có mạng gì nhở, danh dự dành cho Trung úy hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Không rồi, cả hai đều lên cho mình những cô máy chiến đấu, đó là lạc đà máy và xe tăng máy. Ai sẽ là người ăn? Ai sẽ là người ăn? Đây rồi, Trung úy là người cái còn bóp thành công và gỡ về cho mình được hai huy chương. Nhưng thời gian của trận đấu đã kết thúc và người chiến thắng cuối cùng đó là Ba Chấm. Đó, anh em nhìn đấy, Ba Chấm là người chiến thắng cuối cùng với tỷ số là 4-2. Cùng nhìn lại lượng sát thương khổng lồ đến từ... Đây, anh em nhìn thấy lượng sát thương lần này đến từ nhân vật. Ui, con Nadia của bên... Anh em nhìn thấy con Nadia của bên... Có tóc đỏ của bên Ba Chấm anh em. Không có một tí sát thương được của nhân vật hết, mà đều là sát thương của vũ khí đến từ khẩu Spark HMG. Hình như ba khẩu của bên... Anh em để ý thì hình như là ba khẩu súng của bên bên bạn Ba Chấm đều là súng vàng hết, vàng hoặc là sử thi hoặc huyền thoại hết nha anh em nhá. Lượng sát thương của Marco rất đồng đều đến từ cả nhân vật và cả súng. Trong khi Eva kìa anh em nhìn khẩu snip của Eva, khẩu snip vàng của Eva, lượng sát thương đến từ vũ khí nó nhiều như thế nào đúng không, đáng sợ đấy. Ok đi, và clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại đây rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ cho mình trong cái series bình luận của cuộc chiến tinh anh này, đấu trường tinh anh, một chế độ dạng công bằng theo cách của VNG mà thôi. Bye bye.